Chương thứ tư. Biến động lần thứ hai. Ba tiếng sấm nổ. Một biến động thứ hai xảy ra trong giai đoạn chuyển biến sang thượng quân, làm cho nhân loại kinh hoàng, thay đổi địa hình là ba tiếng sấm nổ. Biến động lần trước đánh dấu bằng một tiếng sấm, biến động lần này có đến ba tiếng sấm. Lần nổ trước chỉ làm cho con người đê mê bất tỉnh và sụp đổ một số cù lao. Lần nổ này làm cho con người thay hồn đổi xác và biến đổi toàn diện địa hình để thiết lập thực sự cõi thượng quân thánh đức. Cho nên có thể nói sấm nổ lần thứ nhất chỉ là giai đoạn chuẩn bị hay mở màn, còn sấm nổ lần thứ hai này mới là giai đoạn chính thức để tạo lập đời tăng. Về ba tiếng sấm nổ, ông Ba Thới có nói: Lên đường từ giá thôn hương, âm thanh ba tiếng bốn phương mịt mờ. Chẳng những bốn phương mịt mờ mà còn đá chạy cát bay, như ông thanh sĩ cho biết: Âm âm sấm nổ liên thanh, cát bay đá chạy thình lình không hay. Hiện tượng do ba tiếng sấm nổ diễn ra còn kinh khủng, trầm trọng hơn một tiếng sấm nổ lần trước. Sở dĩ có cảnh tượng bốn phương mịt mờ, đá chạy cát bay là gì? Ba tiếng sấm ấy làm cho núi lở đá tan, như ông Ba Thới đã viết: Đơn trần núi ơi lở đá tan, bốn phương sao xuyến chẳng an dân trời. Theo ông Ba Thới thì sông Dàm Nao sẽ banh rộng ra. Bây giờ như thế chim bao, tam thình thấy biển Dàm Nao rộng thình. Lần sấm nổ này là một cuộc di sơn đảo hải, một cuộc thay đổi toàn diện, không như lần trước chỉ thay đổi một phần. Ông Ba Thới ví như kỳ thay đổi này như trái mít xúc cùi. Tam thân róc hết mới kỳ, trơ trơ hột mít còn gì nói lên. Hay là tam thân tiêu hết sự kinh, nhất thân tiêu sạch bình minh Phật còn. Đây là một cuộc tận thế như tác giả Kim Cổ Kỳ Quang đã viết: Tam thinh thay đổi người vô số, tận thế đại điềm đức cố lai. Chẳng những đức cố tái lai mà các thần tiên cũng xuất thế, như ông thanh sĩ cho biết: Chừng nghe đặng tam thinh tiếng ơi nổ, cành rừng tòng nhụy trổ qua đơn, non đài bát ngát thơm, thần tiên xuất thế tiếng ở đàm ma. Ba tiếng sấm nổ còn phát xuất bao nhiêu hiện tượng kinh hoàng khác, như ngũ hành biến chất. Một hiện tượng vô cùng khủng khiếp là sấm nổ lần này làm biến chất ngũ hình. Như nhà khảo cổ khảo về đất Atlantis, nhận thấy sau khi đất Atlantis sụp đổ
và quả địa cầu này được xây dựng thì không khí trở nên loãng và chất nước trở nên đặc. Ảnh hưởng của ba tiếng sấm nổ làm cho ngũ hành biến chất, nên xảy ra hiện tượng súng không còn bắn được, vì chất nổ không còn hiệu lực, tức không còn nổ nữa, như kim cổ kỳ quan đã báo hiệu một tin mừng cho nhân loại. Đến đầu tay nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Một khi súng đã chay, không còn bắn được nữa, thì hẳn cảnh tượng dùng võ khí để giết người hay cậy vào sức võ khí tối tân để đè bẹp những nước kém văn minh hay xâm chiếm các nước nhược tiểu không còn nữa. Không những súng không còn nổ, không còn bắn được mà cả máy bay cũng không bay được, vì chất xăng không còn phát lửa nữa, phi cơ không bay được, thì làm gì có cảnh tượng dùng phi cơ để oanh tạc. Mà dầu có oanh tạc, bom hay quả tiễn cũng không nổ, xe tăng hay thiết giáp xa không còn cử động được nữa, cũng vì xăng không phát quả. Đến khi các võ khí sẽ trở thành vô dụng, các nước hiếu chiến chỉ còn đứng ngẩn ngơ mà nhìn như Tứ Thánh đã mô tả. Trời ơi sao biến bay, xe kia biến chạy tại ai, xe ngừng súng sao biến nổ nửa chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Sơn băng thủy diệt. Ngoài hiện tượng ngũ hành biến chất, còn có cảnh tượng hải hùng khác nữa là cảnh sơn băng thủy diệt, nghĩa là núi lở nước cạn. Ba tiếng sấm nổ làm cho nước khô cạn, nhân dân không còn nước mà uống hay lấy dùng vào sinh hoạt hàng ngày. Cũng có nhiều hiện tượng không phải do đá lấp làm nước thủy kiệt, mà phần nhiều sông rạch tự nhiên khô, nguồn suối tự nhiên cạn. Lâm vào cảnh sơn băng thủy kiệt là một tai họa vô cùng thê thảm. Đứng trước cảnh huống núi tan sông cạn ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ không khỏi cảm xúc đến rơi nước mắt. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy khùng, thám thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước khi mắt khi rưng rưng, cành áo nào kể sao cho xiết. Cảnh áo não ấy theo ông Thanh Sĩ là cảnh người chết vì đói khó. Cùng đừng ý chung hiếp cô, sơn băng thủy kiệt đói khô bây giờ. Còn theo ông Ba Thới, trước khi xảy ra hiện tượng sơn băng thủy kiệt là việc đời đã hết rồi. Người ghét Phật khi Phật cũng nguy ra ơn, chừng nào thủy kiệt băng sơn thì rồi. Lửa đời. Việc băng sơn thủy kiệt đã làm cho núi lở sông khô, vẫn khởi nhiều hiện tượng khác nữa. Ba tiếng sấm chẳng những làm cho ngũ hành biến chất, mà còn làm xáo trộn trật tự thiên nhiên, như nước trào dâng, lửa bốc cháy. Có thể do ảnh hưởng của lửa cháy mà sông biển khô cạn. Lửa này không phải là thứ lửa thường thấy, mà là một thứ lửa khác thường. Dầu vật cứng như đá, sắt, một khi gặp nó cũng phải chảy ra nước. Ông Thanh Sĩ đã cho biết thứ lửa ấy như sau. Mẹ đấy con chừng ngày tận diệt, lửa khác thân, lửa thấy thường ngày. Không
vật nào đương nổi lửa ở này, vì thế chẳng mấy ai tồn tại. Đến sắt đá còn cháy thì còn cái gì mà không cháy? Thế thì người và vật làm sao tránh khỏi bị lửa thiêu? Ông Thanh Sĩ còn cho biết thứ lửa đó chẳng những cháy từ dưới biển mà còn cháy trên núi, trên ngàn, không có chỗ nào là không có lửa cháy. Lửa từ dưới biển cháy tan, còn thêm lửa núi khổ nạn nào hơn. Ông sư dạy Bán Khoai cũng cho biết thứ lửa ấy không nơi nào là không có. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đầu chạy đó chỗ nào cũng tiêu. Thứ lửa đó có tên là thiên quả, một thứ lửa do trời sanh ra trong kim cổ kỳ quan. Ông Ba Thới có đoạn nói đến thứ lửa ấy: thứ lửa của trời sanh để thiêu hủy những người hung ác trong những ngày tận diệt. Cùng một lúc với lửa trời, chúng sanh còn mắc phải trận đại phong thổi, làm cho lửa mạnh thêm và lan rộng ra, cháy thiêu những người gian ác, phơi thay cùng nơi khắp chốn. Còn người hành ác thầm đang, đến chừng thiên quả khóc la vang dày, bởi mình chẳng giữ lời thầy, bây giờ hạn hữu sự này hết trong. Phần thì mắt trần đại phong, đông tây nam bắc đại đồng lấp thay. Ngoài thứ lửa trời còn thứ lửa của tà quái quá hiện ra, như ông sư giải Bán Khoai cho biết: bàn môn diệu thuật đa đoan, qua lửa nó đốt là muôn ngàn người ta. Chẳng những bị lửa đốt, dân chúng còn bị giặc bao phủ, cho nên không còn chỗ nào mà lánh thân tránh nạn. Ông sư dạy Bán Khoai đã mô tả thảm cảnh vừa bị giặc phủ dây, vừa bị lửa cháy dùng trong mấy câu sau đây. Giặc thời dây phủ khắp bao, đói nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết một khổ cảnh nữa mà chúng sanh gặp phải sau này. Đó là cảnh vừa bị lửa trên trời, vừa bị nước dâng dưới đất. Ôi khổ thảm bốn bề sống dày, dòm lưng trời lửa cháy liên miên. Tiêu đều sáng vật điền viên, thần thông biên hóa dưới miền trung ương. Nhưng đó chẳng qua là phép thần thông của tiên Phật biến hóa nơi miền trung ương, để diệt kẻ tà gian và đồng thời cứu người lương thiện, hầu đem về cõi đời thượng quân an lạc. Kia tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cô. Nước lục ngoài nạn lửa trời cháy khắp nơi, còn có nạn lục.
Nước trào dưới đất như ông sư giải bán khoai đã viết. Đất bằng sao lại nước trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Nước trào dâng lên không như nước lục của sông Cửu Long hay sông Hồng Hà, lục mà người ta còn tránh né, đắp đê đều ngăn chặn được. Đến như nạn nước lục này thì nó dâng lên ngập lúc nhà lúc cửa. Ông Ba Thới cho biết: đến sao nước cứ dày quá vời, người ta kinh sợ không lời thiệt hơn. Ông còn cho biết cảnh nước ngập lụt ở Sài Gòn và Gia Định như sau: Sài Gòn Gia Định thảm sâu, nước đâu mà chảy rung cầu ngập cây. Trong Tứ Thánh cũng có chỗ nói đến cảnh nước lụt ở Sài Gòn và Gia Định. Sài Gòn Gia Định ai ngờ, nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây. Chúng sanh vô cùng khốn khổ, nào giặc giả tứ phương, nào nước dậy gió đùa, cho đến núi ngập nhà trôi, xác thú trôi lệnh nghệnh như ông Thanh Sĩ đã tả trong bài Bát Cú sau đây. Khắp trời tiếng sấm nổ kinh hoàng, nước dậy gió đùa sóng phủ lan, núi ngập thú hùm trôi lên ngần. Vì thế ông Ba Thới mới có lời khuyên hay cho biết trước: nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghen, để chờ có nước chèo ten lên dòng. Nhưng lên dòng cũng vô ích, vì ngay như núi cao còn ngập thì còn dòng nào mà không ngập. Nạn nước lục này theo ông Ba Thới là để giết hại những người hung ác, những người không giữ lời thầy, tu hành làm lành lánh dữ. Mấy người chẳng giữ lời thầy, đến chừng nước lục thác đầy mọi nơi. Thứ nước lục này không như thứ nước lục ta thường thấy. Mọi vật có chất nhẹ đều nổi không chìm, mà là một thứ nước theo ông Thanh Sĩ dầu vật dẻ như lông cũng chìm ngắm tất cả. Mẹ đây con nước thượng ngài chai, vật nhẹ thì là nổi phải không, nhưng ngày kia có cuộc thủy hồng, vật nhẹ tờ sợ lông cùng đâm mừng. Chẳng những bị nạn nước mà còn bị nạn lửa phát lên cùng một lúc. Cho nên dù cho có muốn tránh nạn lửa thì còn bị nạn nước. Ông sư giải Bán Khoai đã mô tả cái thảm trạng vừa nạn nước vừa nạn lửa trong mấy câu sau đây. Nước đâu ngập lúc khi gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao,
đàn là nghi đông. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đầu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Hoặc giả dưới sông thời nước lại dưng, khỏi lửa thời nước nghi có mà lắm thì thân. Trời xoay đất nổi, sấm nổ lần thứ hai có hiệu lực lớn rộng hơn sấm nổ lần thứ nhất. Lần này thay đổi cả địa hình, một cuộc di sơn đảo hải, chứ không như lần sấm nổ thứ nhất chỉ làm sụp đổ một số cù lao và non núi. Trong Kim Cổ Kỳ, Quan Ông Ba Thới đã mô tả cảnh núi tan đất sụp và cho đó là một cuộc di sơn đảo hải. Núi tan đất sụp bơ người, di sơn đảo hải không tin. Ông Thanh Sĩ cũng mô tả cảnh đất sụp làm hải hùng trong mấy câu sau đây: còn chi hải kinh hơn đất sụp, không chỗ nào để nấp cho ai, cũng chẳng chi bằng cuộc núi tan. Đó đâu cùng bãi dân tới càng, chẳng thế thôi còn thêm phát quà, nhà ngói hay nhà lá cũng tiêu. Nếu không nhờ Phật độ ít nhiều, giàu nghèo cũng tiêu theo mây khói. Tứ Thánh cũng cho là thời kỳ thay đổi cả vạn vật, trời xoay đất chuyển. Đổi nhật đi đổi nguyệt đi đổi, đổi năm đổi tháng đổi trong mớ ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam y bang. Trời xoay âu á bốn mươi phương, nước tràn cõi chân an thời kỳ, chuyện lưng bỏ bực biên thùy, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân. Ông Thanh Sĩ cũng nhận là thời kỳ non dời biến đổi, người đổi vật thay, thời kỳ lành còn giữ mất. Thời ngôn hà non dời biển đổi, bụi tầng đời người coi vật thay. Nhiều người không cấm mà bay, lành còn giữ mất là ngày này đây. Ông xác nhận nếu không theo chánh đạo thì khó mong sống sót. Sao đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không soi, khó mong tồn tại để coi
lập đời. Và theo ông Ba Thới, khi nào con người đổi ra hồn Phật thì mới êm, tức là giai đoạn hằng đêm đều có trăng sáng. Đổi sông, đổi biển, đổi hòn, đổi trời, đổi đất, núi còn đổi thêm. Đổi người hồn Phật mới êm, đổi ngày rồi lại đổi đêm sáng ngời. Thay hồn đổi xác, câu đổi đời hồn Phật mà ông Ba Thới vừa kể là nói cảnh tượng thay hồn đổi xác, một hiện tượng thường thấy đề cập trong sấm giảng. Thàm giảng vật đã đổi mới, đổi sông, đổi núi, đổi cây, đổi cỏ, thì trong hoàn cảnh thanh tân ấy, con người không sao giữ nguyên được hình trạng hay tâm hồn. Về hiện tượng thay hồn đổi xác, trong Kim Cổ Kỳ Quan ông Ba Thới có cho biết, khi sấm nổ kinh hoàng hồn phi phách tán, nhờ Phật mà vía hồn được đem hoàn lại. Kẻ mất hồn người vía bay xa, vía bay xa người ta còn lại, Phật đem hoàn vía lại thổ thân. Do sự hoàn hồn lại mà con người cõi được xác phàm. Cõi xác phàm năm mới tỏ phân, ý ai tỏ đặng nghĩa nhân lâu đời. Ông Sư Giải Bán Khoai cho rằng việc thay hồn đổ xác là nhờ ơn cửu trùng. Tu hành nhân đức thì hơn thay hồn đổi xác nhờ ơn cửu trùng. Ông còn xác nhận một khi thay hồn đổi xác thì con người sẽ hết tục quá tiên. Hết tục rồi lại quá tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Ông Ba Thới cũng nhận số người được cứu tử quần sanh sẽ được quá tiên chứ không còn phàm tục nữa. Thương cho người sống ít tháp nhiều, linh đơn Phật rươi mai chiều quá tiên. Ông Thanh Sĩ còn nhận sau khi thai hồn đổ xác, con người sẽ tùy ở thiện căn mà làm tiên hoặc làm Phật. Chúng sanh được thai hồn đổi ơi xác, tùy thiện căn làm Phật làm tiên. Về hiện tượng thai hồn đổi xác, có thể từ phàm chất đổi ra tiên chất, nhưng theo Đức Huỳnh Giáo Chủ, việc thai hồn đổi xác ấy còn diễn biến bằng sự biến tướng của người già quá trẻ. Chừng bãi núi lầu sông lộ vẻ, thì người già quá trẻ vẫn ôi. Ngài xác nhận là sau khi lập hội thì khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn bằng hiện tượng người già quá trẻ. Sau lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Hay là
cô ngự hành ghi thầm khổ đơn, từng việc nhân gian trượt tiếng khoan. Lão già hậu quý nhân âu già ly kỳ thiên đình vì thiên lang. Cuộc tẩy trần. Thượng quân là một quải đời tốt đẹp và cao nhất trong tam quân, mà cao đài giáo còn gọi là tạo thiên lập địa. Cho nên từ cõi hạ quân ưu trượt đầy úa hèn tội lỗi, bước qua thượng quân vô cùng trong sạch thanh cao, là một sự quét dọn mà người đời thường ví như xúc lu nước cặn cáo đổ vào một lớp nước trong sạch. Những tai biến xảy ra sau khi ba tiếng sấm nổ làm biến chất ngũ hành, khơi động mạch nước trào dâng và lửa trời cháy rực theo sấm giảng, là một cuộc tẩy trần, nghĩa là rửa ráy quét dọn những bẩn nhơ để trang hoàng bằng những cái thanh tân trang nhã. Về cuộc tẩy trần, ông Thanh Sĩ có viết: Đại nạn chẳng con chẳng bình phân, mái tạo khéo dùng cuộc nước dân. Bụi bặm trong trần trôi sạch càng, bận nhớ trên thế rửa không trơn. Thái sơn hải cảnh thái điền điền, mới cả cỏ cây mới vật nhân, chốc lát trở nên tân thế giới. Bồng lai cũng giam đến so cân. Và ông nhận đó là do phép thần thông lượng từ bi của tiên Phật. Lượng từ bi xuống đám mưa vào, rửa bụi thế trần lao nhớ nhớ. Nàng thủy hòa phong lôi sấm chớp, khắp hoàng cầu trời đất chuyển xoay. Dùng thần thông nam bắc đông tây, cả vạn vật muôn loài ngơ. Mặc dù là một ân huệ của tiên Phật, nhưng đối với ông Ba Thới, cuộc tẩy trần này là một khổ nàng cho muôn loài giảng vật. Nỗi thú cầm xúc phi vật hao mòn, tẩy trần thẳm khổ chẳng còn vật chi. Còn ông Thanh Sĩ thì ví việc cuộc tẩy trần này chẳng khác nào ta cầm đuốc mà thui ổ kiến, hay cầm đá to mà chọi trứng gà. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu. Cầm ngón đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà liền trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia xong chết trứng gà nát thì không. Kỳ đại hạn cũng đồng cảnh ấy, khi tẩy trần
trông thấy hư hài kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diều tha hòa xé chúng sanh nữ tử nàng. Tuy là một cuộc đại hạn hải kinh, nhưng theo ông Thanh Sĩ cũng là một cuộc đổi mới dành cho người hữu phước. Do đó ông khuyên người đời khá mau tu tịnh, nhận lấy kiếp hoại hư mà lánh đời mộng quyển. Cuộc biến hài thương tan rất lớn, thay cảnh vật rửa đời nhớ bần. Không nơi nào trốn tránh khỏi đâu, từ ngàn muôn triệu kiếp xưa lâu vẫn thay đổi biết bao nhiêu lượt, lặp lại mới cho người hữu phước sống thanh bình, sống cuộc an cư. Người khá mau biết kiếp hoài hư, lo tu tịnh lánh đời mong quyền. Chúa lên ngôi. Như chúng ta đã biết, khi tiếng sấm nổ lần thứ nhất thì Chúa ra đời, nhưng chưa lên ngôi vì còn quá nhỏ. Gặp lúc các nước kéo vào định xâm chiếm đền vàng địa ngọc, thì có tam thập lục nhân phò Chúa lánh nạn. Trải qua bao nhiêu nguy nan khổ ải một thời gian, tiếp đến sau cuộc tẩy trần thì Chúa tức vị để tạo lập đời tân. Như ông sư giải Bán Khoai cho biết: Minh Vương xuất thế ngôi cao, lập đời thượng cổ anh hào hiền lương. Và theo sấm giảng, chỉ có Minh Vương sửa trị thì ngôi trời mới an mới vững. Đạo đời nào có tư riêng, Minh Vương sửa trị mới yên ngôi trời. Sở dĩ gọi là Minh Vương vì Ngài là một vị Chúa, là đắc quả thánh, quả Bồ Tát, mở lục thông, cho nên rất sáng tỏ, hiểu biết tất cả mọi việc sắp xảy ra, hay ẩn khúc ẩn tình trong lòng người, Ngài đều biết rõ. Vì vậy mà dưới triều của Ngài không có việc sự kiện theo lối thế tình cần phải điều tra hay lấy khẩu cung, vì Ngài thấu rõ mọi việc, không có điều chi ẩn khuất được. Ngay như việc đối ngoại cũng thế, không còn việc xảo trá ngoại giao, vì Ngài biết rõ những mưu mô của người đã tính hay đang tính, không còn mưu kế nào của ngoại bang mà Ngài không thấu đáo, thì còn gì được gọi là u ẩn để lừa đảo nhau. Do sự sáng tỏ đắc quả thánh ấy mà Ngài được gọi là Minh Vương hay Thánh Vương, cũng có khi gọi là Phật Vương. Khi Ngài lên ngôi thì Ngài mới 12 tuổi, vì vậy triều thần gia thọ cho Ngài thêm 2 tuổi nữa, thành thử khi Ngài chính thức lên ngôi được 14 tuổi. Còn hoàng hậu thì lúc bấy giờ được 28, nghĩa là 16 tuổi, như Kim Cổ Kỳ Quan cho biết. 26 là tuổi vua mình, thập tứ hưởng thọ chào đình gia thân. Một nàng hoàng hậu hiệp canh, tuổi vừa 28 trời trăng hiệp hoàng. Phổ mâu trường thỏa nước nhà, nhất phụ nhất
quy căn. Vua còn nhỏ lúc bấy giờ, có những lão thần theo phụ chánh, do đó mới có cảnh tôi già vua trẻ như ông Ba Thới đã xác nhận. Xin kể chi chúa trẻ tôi già, lão lai tại tầng ông bà xin thương. Đáng lẽ già thì phải già kinh nghiệm hơn, nhưng theo ông Ba Thới, lão lai thì tài tận, hễ già thì đến tài cũng hết, nhất là đối với chúa trẻ tài ba đắc quả thánh. Vì vậy mà ông Ba yêu cầu ông bà nên thương bày lão thần theo phò chúa thánh. Đức Huỳnh giáo chủ cũng nhận không ai dám sánh tài với chúa. Đức mình chúa chẳng ai dám sánh, sữa mạc thương phùng gái non kỳ, bởi võ dương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Và theo ông Thanh Sĩ, khi nào phụng gái Kỳ Sơn, nghĩa là phụng gái ở núi Tây Kỳ, điềm chúa thánh xuất hiện thì thiên hạ mới thái bình. Dòng vàng phụng gái Kỳ Sơn, thánh dương trổ mặt thần dân thái bình. Phong thần khởi. Khi chúa thánh lên ngôi, biết rằng Việt Nam có đế vị, lần này các nước lại kéo đến những toan xâm chiếm ngai vàng, nên biết ba tiếng sấm nổ làm biến chất ngũ hành, súng không còn nổ, máy bay chiến xa tàu ngầm không còn sử dụng được nữa. Lần này chiến tranh phát khởi không như kỳ trước, do người phàm tục quy động mà do các thế lực ma quỷ, những bàn môn tả đạo, những địa tiên có tài đằng dân giá võ đấu nhau bằng phép thuật, bằng những phi đao bửu kiếm, biến hóa các loại thú dữ, các thiên la địa võng, các thứ lửa đốt nước dưng, thăng thiên độn thổ, không khác gì những trận chiến đấu giữa chư tiên bên xiển giáo với ma quái bên triệt giáo mà chúng ta đã đọc trong quyển Phong Thần. Do đó mà trận chiến này sấm giảng gọi là trận Phong Thần khởi. Về trận này, Đức Huỳnh giáo chủ có viết: nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tài. Đây là trận chiến chung cuộc của các thế lực ma quái gây ra, như ông Ba Thới đã viết trong Kim Cổ Kỳ Quan. Hậu lai tà quỷ sinh hùng, bàn môn tá đạo bất tùng thanh tiên. Và ông cũng xác nhận cứu cánh của trận chiến này là tranh lấy ấn quyền, tức ngai vị của chúa thánh Minh Vương. Ngày sau các nước lai kinh, Tây Dương Anh quốc chiêu binh qua rài, nữ viên công chúa tài hay, trận đồ bạc quay đánh nay nửa lừng, tướng tranh quần ẩn trong rừng, lòng buồn nói chuyện nhớ chừng mà chơi. Theo ông Thanh Sĩ, trong mấy ngàn năm mới có thiết lập Phong Thần khởi một lần,
và thiết lập trên Nhược Thủy. Mấy ngàn năm mới có một lần non Nhược Thủy phong thần thiết lập. Ông Ba Thế cũng nhận trận chiến xảy ra trên núi. Thập Bát Quốc làm hỏi đầu sơn, thăng thiên đồn thổ nhờ Phật trời. Các nước tham chiến lần này theo ông Ba Thế cũng chỉ có 18 nước, nhưng không nói rõ là nước nào, mà chỉ được biết có Ngũ Long công chúa của phiên quốc tài phép đa đoan. Các tiên đánh không lại, phải cầu diễn chiêu Phật, các tiên trưởng mới thâu được phép và bắt chúng hàng đầu Phật Dương. Thập Bát Quốc dây phủ ở ngoài, thành trung sức trần phép tài quan thiên. Đói Ngũ Long tiền trần nữ phiên, giao tranh tam trần chư tiên lấy đầu. Phật thâu phép chư quốc chư hầu, quy lai thành nội ứng hầu Phật Dương. Đồng chúc thánh vàng thọ an khương, tuệ tăng vàng tuệ Phật Dương thọ trường. Về trận chiến này, Đức Huỳnh Giáo Chủ có cho biết: Địa tiên tài phép ba đa đoan, phi đao bửu kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết đi phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bốn phía tư di, kể sao cho thiết chuyện đi sau này. Ông sư giải Bán Khoai cũng có đề cập đến trận chiến này trong quyển Sấm Giảng Người Đời như sau: Các nước dây phủ tứ bày, Phật cùng chư vị nào hề rành ràng. Minh hoàng ngữ tài nam lầu, Phật cùng chư vị lo thâu phép thần. Phi đao bửu kim rất đông, chuẩn đề thâu hết đi cứu trần gian nan. Quá lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lô Phật tối đổ tràn ra. Núi dân bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao. Nước dừng lục đến đọt sao, có ông Yết Tế thâu mau thủy triều. Bàn môn thả thu rất nhiều, kỳ lân sư tử lại nhiều.
nhiều thủ hung. Dân thù tay chấp thần cung, quê quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật khi đa đoan, quả lửa nó đốt quy muôn ngàn người ta. Quang âm Nam Hải bước đi sang, tình bình thâu hết mới an ngữ tai nạn. Thoại ba tài trí đa đoan, thiên la địa vọng của tràng tứ phương. Di Đà tay chấp thần thương, đánh ra một cái ngữ tan tành còn chế. Đạo lữ diệu thuật rất kỳ, quá ra muôn thu ở ai bì đằng đâu. Trong trận chiến đấu pháp thuật này, thường thấy nói đến Ngũ Long công chúa là công chúa nước nào? Ông Ba Thới cho biết: Đào Lư công chúa Phương Phi, Hồng Mao công chúa kém chi sắc tài, Nhật Bổn công chúa hơn hài, Xiêm Dương công chúa sắc tài phương phi, Bắc Kinh công chúa Hậu Ly, đổi về Trân Quốc tiền phi Bắc Hoàng. Ngũ Long giao chiến nước nhà, Nhất Nương bất hiệp giao hòa tư nương. Và ở một đoạn khác, ông khen tài năng của Ngũ Long: Hữu Ngũ Long công chúa tương phùng, bãi cao liền thấp vô cùng tài năng. Hậu Đào Lư nhất sĩ hiệp căn, phân di nhật nguyệt phi thăng phép tài. Nói tóm lại, trong trận chiến này, lúc ban đầu chư thiên đấu phép không lại, đám bàn môn phải cầu diện phép thuật mới dẹp an và thâu phục được chúng. Về điều này, ông Thanh Sĩ có viết: Phong thần hồi tiên gia trồ mặt, dùng phép màu dẹp giặc trừ thù, cơ đồ minh chúa bái thi. Chỉ an ba tâm đâu đâu thăm nhà. Đức Huỳnh giáo chủ cũng có viết: Các nơi tiên trưởng đâu đâu, Lư Bồng hội hiệp đồng châu thánh dương. Và khi Thánh Dương ngự trị thâu phục các nước thì xưng hiệu là Hớn Bang, như ông sư giải Bán Khoai đã thổ lộ: Nói cho
già trẻ lo âu, mình vương khôi phục hơn châu phong thần. Ác thú trong trận chiến, bọn bàn môn tả đạo thường dùng pháp thuật hóa hiện các loại thú dữ, ma quái, vật độc để hại người. Riêng về các thú, có nhiều thứ kỳ hình dị trạng, hung ác vô cùng. Nếu không có các tiên trưởng đấu phép, dị tất đã diệt trừ được chúng. Ông Ba Thới trong Chim Cổ Kỳ Quan trước nạn ác thú hoành hành phải than: có hổ lang ác thú đến nhà, hùm tha sâu bắt trẻ già dân ơi. Ông sư giải Bán Phai cũng cho biết dân chúng không sao thoát nạn. Hổ lang ác thú thời đông trốn đâu cho khỏi khó mong thoát nàng. Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết các loại rắn to tên gọi bản xà cũng lợi hại vô cùng. Ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi răng rít chẳng vui đâu là răng to tên gọi mạng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ngoài những thứ ác thú vô bàn môn tả đạo quá hiện, còn có những hình tượng lâu năm đến lúc đó cũng trở thành ác thú hung tợn không sao kể xiết, như ông Thanh Sĩ thuật lại trong một đoạn văn sau đây: mẹ đây con kìa, trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng hiền lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con một lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường, và mỗi lần cánh nó quạt trương nhà cửa sập phố phường tan nát. Nhưng có điều, dầu hung bạo đến đâu, các loại ác thú ấy chỉ hung dữ với người bất lương, bất tri nhân nghĩa. Còn đối với người tu niệm hiền lương thì chúng cúi đầu không dám làm hại, như ông sư giải Bán Khoai cho biết: thú sao nhiều thú gì kỳ, biết sao cho hết vậy thì thú nay lớn bay lắm chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đặng đau. Niệm nó thấy cuối đầu người tu của Phật nó mà chán thì đâu. Mà sở dĩ chúng không hại người hiền, theo ông Thanh Sĩ, là nhờ các vị thần kỳ bảo hộ. Mắt ngỡ thấy tư gì tai nghe rền cày cáo mai nắng, mạng xa ẩn nấp rừng xanh
lội bơi uốn khúc hoành hành gớm ghê. Kẻ bảo ác hồn mê bất tình, dưới sông thầy lình nghịch xấu con. Dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy dài dò người hung. Lũ gian ác vô cùng sợ hãi, người hiền lương chậm rãi bước đi. Nhờ ơn các bậc thần kỳ, thương người trung hậu hỗ trì bình an. Mà quái, ngoài nạn ác thú còn có nạn yêu ma quỷ quái, cũng là những phép thuật, những bàn môn tả đạo quá hiện để nhiễu hại sanh linh trong ngày phong thần khởi. Về tai nạn ma quái, ông Thanh Sĩ có cho biết trước: sự thế chẳng còn lâu xa nữa, nào thiên tai, nào lũ yêu tinh, đầy đường chất nghèo đáng kinh. Chúng sanh vì nó bỏ mình làng khang. Rồi ông mô tả hành động và phép thuật của loại yêu quái ấy như sau: có nơi gặp thú hung nhiều hài, chúng sanh như còi lá già, gặp cơn giông tố thật là đáng thương. Khi yêu quái căng cường đại nổ, e nhân sanh không chỗ ẩn nương. Nó bay nó động đủ phương, lập trời chật lộ không đường nào đi. Nó thăng tiên hoặc khi động thổ, qua mưa dầu nắng lửa hại người. Nó làm nghiêng đất chói trời, quá nhiều ác thu xé người từ manh. Nó quỷ đau rất nhanh như chớp, muôn người trong nhảy mắt giết xong. Còn có một thứ ma phun gió độc, người nào suông phải sẽ chết ngay. Và theo ông Thanh Sĩ, chỉ có người tạo nhiều phước đức mới không vướng nạn. Có thứ ma dùng hơi gió độc, thổi cả làng cảm sốt chết ngay. Hiện hình đi khắp đó đây, đến đầu chết đó phép tài kinh thiên. Chúng sanh khắp cả miền Âu Á, gặp cảnh này mới tỏ hòa lên. Sớm lo
đổi yêu. Về nạn yêu tinh ma quái, Đức Huỳnh giáo chủ cũng cho biết trước. Đơn nay là bồi tai nạn, tam thiên lục bay khắp tràng hải dân. Rồi Ngài khuyên răn cảnh giác. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân sang chánh kẹo lắm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy cho mong sống sót. Vật độc. Ngoài ra còn rất nhiều vật độc hại người hiện ra trong những ngày phong thần khởi. Như ông Thanh Sĩ cho biết, thì nào là khí độc, mưa làm bệnh hoạn chết người. Mẹ đây con bỗng nhiên có khói từ trên không bay tới khắp nơi. Kẻ người giàu thì quý cuộc đời, chất độc ấy đất trời cùng tham. Mẹ đây con mưa qua một đám đủ gây nên bệnh hoạn chết người. Số mạng đâu có mấy tấc hơi, thương ba tánh sống đời khó sống. Còn những thứ độc như gai độc, vào đến cũng chết. Thứ cỏ độc cắt tay chân cũng chết. Khí trời độc ai suông cũng phải chết. Gần đến lúc tàn tiêu, thấy giấy bị gai quào cũng hại chết thân. Đến như cỏ cắt tay chân cũng làm độc đơn lần lần bỏ thay. Từ trong cỏ trong cây có nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị xuống, mạng căn nào khác như đường tơ treo. Chẳng những chết vì khí độc, mà còn chết vì khô khan khí thở. Chết nào bằng chết ôn hoàng, những thua cái chết khô khan khí trời. Cho đến nước gặp ngày đại nạn cũng quá ra máu không uống được. Gặp ngày đại hạn trời ban, nước trong qua máu uống ăn được nào. Nhưng theo ông Thanh Sĩ, dầu có gặp gió độc mà người biết tu hành thì cũng được trời ban phước không bị hại. Chừng ngày đại nạn phủ di, gió lại một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thân than sơ lọt khí trời đâu, cũng mơ lóc đến nơi.
hành mới dừng người ơi. Vì rằng nhân thiền có trời phước ban. Thiền là còn có một hiện tượng dị kỳ nữa xảy ra trong ngày không thần khởi, mà sấm giảng thường nói đến là thiên la hay lưới trời, nghĩa là một thứ lưới không giăng dưới nước để bắt cá, hay giăng dưới đất để bắt thú, mà giăng trên trời giữa lần mây. Đây là một phép thuật của Phật tiên bài bố để đón ngăn ma quái hay bọn bàn môn tả đạo. Biết phép phi thăng có thể đằng dân hay độn thổ. Đối với hạng có phép phi thiên hay độn thổ, chỉ có thiên la địa dẫm mới bắt bí được chúng và ngăn đường lắp ngõ không cho chúng tẩu thoát. Ông sư giải Bán Khoai có đề cập đến thiên la địa dẫm trong mấy câu sau đây. Lưới trời bố ơi khắp cõi trần, chuyện luân bát quái còn trong nổi gì. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết thiên la là do trời giăng ra, và khi thiên la lưới bủa thì mới biết rằng trời Phật công bằng, vì rằng lũ tà ma quỷ quái gian ác bạo tàn sẽ hết đường trốn thoát. Đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Vì đó là thiên định, như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói. Lão già hầu quy nhân âu già ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Và theo ông Thanh Sĩ, lưới giăng chẳng những ngăn chặn quỷ quái mà còn để bảo vệ chở che kẻ hiền lương khỏi đám diều hâu của tà mị. Trên trời bóng có lưới giăng, cứu người lương thiện khỏi đàn diều hâu. Năm năm sáu tháng cơ hàng. Một tai ách cũng khá thê thảm xảy ra cho chúng sanh trong những ngày phong thần khởi, đó là nạn cơ hàng. Nạn đói lạnh này kéo dài trong năm năm sáu tháng, làm cho thiên hạ điêu linh, vợ mất chồng, con mất cha, ông bà mất cháu, cảnh tượng rất bi thảm, như ông sư giải Bán Khoai cho biết. Năm năm sáu lòng đông, nhân dân thiên hạ mắt phi dòng giang y năng. Kẻ thì mất vợ khóc phi than, người thời chồng chết reo gian ôm sòm. Con nít kêu mẹ ông bà khóc vì cháu thiệt là thiết tha. Tai nạn này theo ông sư giải do quỷ dương gây ra, làm cho náo loạn thế trần, làm cho tần quốc mười phần hao đến tám, nhiều nước phải cuốn gió chạy dài hay hàng phục. Năm năm sau vì tháng y cơ hàng, quỷ dương náo loạn nào an thế trần. Chỗ nào nó cũng muốn dành, cảm thương tần quốc mười phần còn y hai. Tay khuyên cuốn gió chạy dài, tiếng dương nó tính nay mai
Về nạn cơ hàn, trong sấm giảng Đức Quỳnh giáo chủ có đề cập đến và cho rằng chính trong thời gian ngắn 5 năm 6 tháng ấy, kẻ tu mi sẽ được rạng danh ở đài mây trên non lịch. Năm năm lục hoạt cơ hàn thử, non lịch đài mây rạng tu mi. Nạn cơ hàn này kéo dài cho đến ngày các nước quy phục nhà Hớn triều đại của Thánh Chúa Mới Yên, như Đức Quỳnh giáo chủ đã nói. Ngô Điên Diễn Lự cơ hàn đến chừng quy phục Hấn Đàn Mới Yên, người hiền được cứu độ. Mặc dù tà đạo cùng phép thuật quá hiện ra bao nhiêu hoạn quả như nước dưng, lửa đốt, ác thú, ma quái, vật độc để giết người, nhưng người hiền đức bao giờ cũng được tiên Phật chở che cứu độ. Chỉ có hạng hung ác hay ma quái mới bị hại hay tự hại lẫn nhau mà thôi. Ông sư giải Bán Khoai xác nhận người hiền được che chở khỏi hại. Phật trời thương mấy người hiền, phủ che khỏi hết lụy tai nạn. Ông Ba Thới trong Cáo Thị cũng đồng nhận người hiền đồng tánh với Phật sẽ được Phật dắt ra ngoài dòng tương tranh của cầm thú. Tinh thiên gia trải qua biển tư thanh, ngộ kỳ thời đồng tánh đi dắt đi. Tánh dắt đi cung ly tạm trú, để ngoài dòng cầm thú tương tranh. Đức Quỳnh giáo chủ cũng nhận người hiền sẽ được Phật cứu. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Vì thế ngài khuyên Lê Thứ ráng tu hành cho được hiền đức sẽ được Phật cứu độ. Khuyên trong Lê Thứ ngữ trẻ già, tu hành hiền đức ý Phật mà cứu cho. Ngài luôn luôn mong mỏi mọi người làm những điều đạo đức, đã chỉ dạy đã vượt khỏi gian nan tai ách. Dạy đạo đức người tu rạng đi, mong cho người hữu chi làm theo, không làm thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo chông gai. Người hiền đức chẳng những được Phật cứu sống mà còn được rước lên tòa vàng khỏi miền tục lỵ. Ông sư giải Bán Khoai đã nhận như thế. Mấy người hiền đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tòa vàng ăn ở dừng bền, khỏi lo lao lý dưới miền trần gian. Còn theo ông Thanh Sĩ, những người tu hành sẽ không bị lửa thiêu đắm nước, vì nhờ có Long Thần hộ pháp sẵn đứng một bên trực chờ che chở. Mẹ đây con muội thiền khi thấm, lửa không thiêu nước chẳng đắm thân,
thường có gì hộ pháp long thần đứng sẵn ở bên thân che chở. Ông còn cho biết người chân tu đến khi thiên ám địa hôn, trên trán sẽ có lằn điển quang sáng rực. Đến khi trời đất tối tăm, chân tu trên trán có lằn điển quang. Và trong những ngày tai biến, người hiền sẽ được một thứ ánh sáng dịu màu đến cứu mỗi khi phát lời khấn nguyện. Ngài lắc hội long qua tài thế ánh sáng này dành để cứu dân, cứu qua cơn lửa bão tần, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân, lẽ không sức lẽ nào chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Để cứu khỏi nạn nước lục, người hiền sẽ được có thuyền Bát Nhã to lớn chạy khắp nơi cứu vớt đem về đại hội. Đến như kẻ hung ác vì sát thân trọng trượt, dù có kéo lên cũng phải tuột xuống. Phật liền chỉ vào nơi vỗ đá hiện ra thuyền Bát Nhã lớn lao, hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không muối. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước dần không chìm và được chạy mau, thuyền này chừng đến ngày sau trong cơn sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để giúp người nhân đức hữu duyên đem về dự hội Hoa Liên, khỏi nơi khổ não sang miền trầm ma luân. Kẻ bảo ác sát thân trọng được kéo lên thuyền cũng tục chìm đi, bởi thuyền do phép quyền di của chư Phật tạo cứu nguy người lành. Ông thanh sĩ lại xác nhận thuyền Bát Nhã chỉ rước người lương thiện, còn kẻ hung ác thì đều làm mồi cho cá sà cá mập. Người lành Bát Nhã thuyền kề rước, kẻ dữ mập xà ca đơn mang. Máu vật máu người làm đỏ nước, chúng sanh khó tranh
đại tai nạn. Và để cứu khỏi nạn nửa trời, người hiền được tị quả thần lung, tức cái lòng thần để tránh lửa, che chở khỏi bị lửa thiêu xác trong rừng lửa đỏ. Trong lúc bên ngoài lửa cháy rực trời, người hiền vẫn được mát mẻ ở trong lòng phép, nhờ vậy mà được sống còn giữa khi các vật bên ngoài như sắt đá đều phải chảy thành bùn, cả vỏ quả địa cầu cũng cháy rực. Trong quyển Đâu Là Phàm Thánh, ông Thanh Sĩ có nhắc lại cái lòng phép ấy: Phật liền chỉ vào cành bướu ơi, thọ bỗng hiện ra tị quả thần lung, rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cá trời lửa cháy, núi ra trò sắc chảy thành bùn, tức thời tùy quả thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hưng gió mùa thu, những người báo ác không tu đứng ngoài lòng phép mơ về đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ xác, thần tiêu ra tro mạc tức cư thì. Phật giàu lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghị bất lương. Trong quyển Đâu Là Phàm Thánh, ông Thanh Sĩ còn nhắc lại cái lòng phép ấy: Phế Phật có vô biên mẫu là ngài chung quy, bùa cả ngữ trần hoàng, kẻ lành duyên như ở lòng bàn, mà quái chẳng tràn lan nhiều hài. Hội Long Dân. Khi phong thần khởi, đám bàn môn tả đạo dùng phép thuật toan xâm chiếm ngai vàng của Thánh Dương, nhiễu hại trần gian. Các địa tiên đấu phép không lại, bèn cầu diễn đến chư Phật để cứu trần, nhất là để bảo vệ người hiền và giữ an ninh cho Minh Chúa. Tiên Phật Đáo Ta Bà mở hội Đức Quỳnh Giáo Chủ, gọi là Tạo Lư Bồng mở hội quần tiên. Các tiên trưởng cùng chư Phật thừa hạt lâm phàm mở hội trên nửa lừng mây. Do đó đại hội này có tên là Hội Long Dân hay Hội Rồng Mây, một đại hội quần tụ chư tiên ở trên mây để quần thần cộng lạc chào mừng Thánh Chúa, như ông sư giải Bán Khoai đã nói: Lại còn cái hội Long Dân, quân thần cộng lạc thải đều vui chơi. Về hội Rồng Mây, Đức Quỳnh Giáo Chủ có đề cập đến trong câu: Này này lời lẽ răng ghi, sao đây sẽ thấy việc gì trên mây. Rồi ngài khuyên dân ráng tu để sau này được nghe đờn trên mây. Khuyên
dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đàn trên mây. Và khi đến hội rồng mây, người đời mới biết Ngài là ai. Chừng sao đến hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Ngài cũng cho biết hội rồng mây là một đại hội hiệp chung ba cõi dưới miền trần ai, nơi cõi Việt Nam của giống dân hồng lạc hữu phước này. Mắt nhìn thấy thần thông biến qua, Đức Di Đà hiện cho hào quang. Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng loạn như nay. Dòm khắp đi chốn rồng mây chơi, dần dần hai lòng hết đi bờn khùng điên. Thiên cơ biển ao diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ, hội Long Dân chỉ dành cho những ai sửa mình cho được vuông tròn, hầu có sau này giữa kề bên Chúa Thánh. Ai mà sửa đặng vuông tròn, Long Dân đến hội lầu son giữa kề. Khi môn đệ thân phận được cao sửa làm rãng danh, nơi hội rồng mây là Ngài được thỏa mãn. Trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa giả thầy nơi chốn mây rồng. Quan cảnh hội rồng mây được ông Thanh Sĩ mô tả rất rõ trong một đoạn văn sau đây. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luồng ca nhạc thần tiên. Mưa qua rơi xuống khắp ba miền, cung dường các bậc thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phủ kêu khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp đẽ gấp ba mười bông mây hoa. Do công đức hiện ra nhiều phép sức, biến thầu quỷ khiếp thần kinh, linh ngoài sức ký tưởng tượng linh, hoài không ai dám địch kình nổi quay. Và đây là sự quan lâm của các bậc thánh tiên đến dự hội, mà ông Thanh Sĩ ước mong người đời gắn chí làm hiền để được đến cõi Thượng Quân Thánh Đức. Kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chiếm bằng, thiếu chi ông cởi cọp nhiều vị ngồi trên lân. Ai cũng đều nghiêm chỉnh,
đến dự hội công thân. Chim mừng kêu ríu rít qua cảm nở rộ rừng. Chính thần khi nghĩ đến lòng quan hỷ muôn phần, ước mong người hạ giới đồng gắng sức lập thân. Nếu không siêu về Phật cùng ráng được quy thân, làm hiền chớ làm dữ để xem cõi thường. Quả là một đại hội đúng danh là Long Dân, vì Phật Thánh Tiên đều hội nhau trên mây, giá hạt đằng dân xuống mừng Thánh Chúa. Ngày ấy cũng không còn xa sắc, anh trong chờ góp mặt vào đây, cùng chữ tiên thi thố phép tài, rõ công đức của ai nhiều ít. Có nhiều tiên ẩn nơi u tịch, muôn triệu năm cách biệt hồng trần, ngày ấy đều giá hạt đằng dân xuống thấy để chúc mừng thăm đức. Kể sao xiết mùi nồng nực, mây đủ màu chói rực mười phương, các thần tiên dung màu khác thường, mây đỡ gót lông lân chầu chúa. Để được có mặt dự hội rồng mây, ông thanh sĩ chẳng dứt lời khuyên tu, hầu khỏi hổ phận mài sanh, cho rạng danh cùng thầy tổ. Ráng mà mãi miệt tấm lòng, tu cho gặp hội mây rồng rạng danh. Sao không hổ phận mài thanh, quốc vương chưa vẹn gia đình chưa xong. Nếu chưa vẹn gánh ban bồng, cũng là chuẩn bị cho lòng hùng anh. Ngồi chớ bó lối sao, đành đời người bó lắp đau lành ngó lên. Đọc qua sự tích truyền thơ, thẹn người sông bạch hổ cờ núi lam. Không bị ông không mơ ông đang, cùng theo ông địch ông nhang cho bằng. Lỡ mang lấy sợi xích thàng, đừng cho ràng buộc nhiêu dân được mình. Phật Di Lặc Lâm Phàm. Phật Di Lặc Lâm Phàm vào lúc không thần khởi, bàn môn tả đạo quá phép nhiễu trần, chư tiên đấu không lại, phải cầu diễn chư Phật xuống phá trận đồ.
Đức Di Lặc cùng các tiên trưởng và chư Phật giáng trần, trừ tà trợ chánh. Ông Sư Giải Bán Khoa cho biết vai trò của Đức Di Lặc là thâu phép của Bàn Môn Quá Hiện hòn núi cao, dây khổn chư tiên không thoát ra được nơi mấy câu sau đây. Nơi dân bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu bà núi cao. Trong Kim Cổ Kỳ Quan cũng có đoạn nói về Phật Di Lặc cứu trần, trong trần phong thần khởi. Phật Di Lặc xuất thế hay cười, miệng ngài khi nói thì người ngã lăn. Đa tài phép khả dĩ phi thăng, chớn đi khỏi đất lăng xăng cõi trần. Hồi chư vị du thánh du thần, về mà cứu độ cõi trần ba gian. Ông Thanh Sĩ cũng cho biết hoàn cảnh Phật ngữ ta bà như sau. Sao đây Phật ngữ ta nghĩ bà, hào quang ngũ sắc nơi tòa kim liên. Cảm lấy quy đức của Phật, các hoa đều nở, các chim đều hót. Đâu đâu cũng mùi hương bát cảm lấy duyên chim hót kia thanh thao. Đông tây bất luận chỗ nào, cá qua đều nở đây chào Phật kỳ tiên. Ông cũng cho biết cảnh tượng khi Phật thuyết pháp. Các Phật thanh nhiều lời bí thầm, khiến nhiều người nghe đặng khai thông. Lấy làm quan hệ nơi lòng, nào lời tán thắng, nào bông cũng dường. Hội Long Đình. Khi phép thuật của Bàn Môn Tả Đạo bị Phật thâu, các nước đều chịu hàng đầu và ứng hầu Chúa Thánh. Hàng năm cống lễ, chư Kim Cổ Kỳ Quan cho biết. Mười tám nước tài phép trơ trơ, Phật thâu trả quả ngần ngơ chư hầu. Mười tám nước lai giáng hàng đầu, thường năm công lễ ứng hầu hơn ba. Theo ông Sư Giải Bán Khoai, mười tám nước hội lại tôn dương Minh Hoàng. Cuộc đời quả thật hẳn hoi, hỏi mười tám nước tôn dương Đế Hoàng. Thánh Chúa lấy quốc hiệu là Hớn Ban, thiết tiệc đãi chư quốc, sắc lệnh cho trở về, và hàng năm cống lễ như ông Ba Thế đã viết. Phân chư quốc công lễ minh tường, tiểu ban lăng sắc thường thường thọ ân. Đại yến tiệc chư quốc chư dân, chỉnh tề trở lại hương lân
an phần. Phân thượng hạ quan chức quân thần, phần ngồi phân thứ định phần quan dân. Chúc hơn chào miên diễn hoàng ân, trường sanh thọ tới muôn dân thanh nhàn. Lập thượng quân thượng thọ cung càng, đặt chung tư bốn diện toàn hiếu trung. Ông Thanh Sĩ cũng cho biết, đồng thời chư tiên cũng thừa hạt đến chúc mừng Chúa Thánh. Chính tầng mấy chư tiên thừa hạt, đều ứng thình khúc nhạc reo vang. Chúc vạn dân hưởng được an nhàn, đặng phò ta tôn nhang thánh chuông. Khắp thế giới mây lành bay tủa, được vui cười thượng cổ thanh tân. Đồng gọi nhuận minh đức tân dân, trời phân định còi trần chia thiền. Kỳ đại hội này sấm giảng gọi là hội Long Đình, hội hợp các nước, các thánh tiên cùng quần thần cộng lạc, tức các người hiền đức được sống sót trước sân rồng hai ngai trạm rồng. Muốn được giữ vào hội Long Đình phải là hạng người hiền đức, cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ hằng khuyên: muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho chân. Hay là mấy lời dặn bảo đinh ninh, gắn ghi chạm giả Long Đình được xem. Đế đô đặt tại Nam Thành, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người mối nghiền. Nam Thành là một đền đài đúc bằng vàng ngọc vô cùng tráng lệ, chưa từng thấy trên thế gian. Dù quy tụ tất cả khối vàng ngọc trên thế giới lại cũng không đủ mà đúc. Đền vàng ngọc này được ông Thanh Sĩ mô tả như sau: màn bế mặt nâng đài khi gian, kẻ lành tâm hãy đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tội làm rèm, lầu vàng nóc nước xem mỏi mắt. Hương vô tận bay thơm nồng nặc, thần tiên nên khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà đức ký Phật. Cánh bao quý ngay trên quả đất, đâu xa xôi nhân vật. Khi Chúa Thánh chánh vị tại Nam Thành là đời Thượng Quân đã lập, thiên hạ thái bình, đúng với nguyện ước Minh Vương trị chúng thế giới bình an. Chúng sanh sẽ cõi lúc tục thành tiên, hết còn phàn nàn căn số,
như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết: chừng nào ta gặp hoàng chúng sanh mới hết hoàng nàng số căn. Đọc qua các diễn biến từ hạ quân sang thượng quân, trải qua hai biến động lớn. Lần thứ nhất với một tiếng sấm nổ dẫn khởi một số hiện tượng, và lần thứ hai với ba tiếng sấm nổ phát sanh bao nhiêu việc kinh thiên động địa. Chắc sao cũng có người đặt câu hỏi: vậy chừng nào xảy ra những biến động ấy, và xảy ra vào năm nào? Trước hết, chúng tôi xin lặp lại lời của Tứ Thánh: thiên cơ bất lậu. Ông Thanh Sĩ có nói: thiên cơ đây chẳng dám bàn, chỉ đem ý nghĩa phổ tròn vậy thôi. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có lần nói: thiên cơ không nên bàn, vì bàn sẽ có tội. Bàn cặc đã có tội rồi mà bàn trúng cũng có tội. Nói thế chẳng phải sấm giảng không lậu thiên cơ, có điều là chỉ nói đến chi hay can, chứ ít khi nói cả chi can cùng một lúc. Vì vậy mà khó đoán định. Chẳng hạn những câu sau đây nói về chi mà ta đọc trong sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ: tức hồi nhị niên giai tiền đình quần lai thượng cổ mới bình yên. Hay là thấy Phật trì tâm đơn năm gàn. Vậy năm tuất hợi nào, năm gà nào? Chẳng hạn những câu sau đây nói về can mà ta đọc thấy trong sấm giảng người đời của ông sư giải Bán Khoai: mẫu kỳ tam cõi đâm đàn, canh tân thời mới hiện đàn phân ngôi. Vậy mẫu nào, kỷ nào, canh nào, tân nào, nhâm nào, quý nào? Tuy nhiên, nếu ai đọc kỹ trong chim cổ kỳ quan của ông Ba Thới và sấm giảng người đời của ông sư giải Bán Khoai, đem đối chiếu về can chi, thành lập một bát quái đồ, chúng ta cũng có thể định rõ được việc nào xảy ra năm nào tháng nào không khó. Vì như ông Thanh Sĩ có cho biết trong một bài thơ với câu khoáng thủ: trong 2000 năm tận thế đến nơi, thì những biến động sắp xảy ra cho đến ngày lập thượng quân không thể ra ngoài thời hạn trong vòng 2000 năm như Chúa Giêsu đã báo trước. Biết năm tháng ngày giờ theo chúng tôi chưa phải là cần thiết, điều quan trọng là làm sao được sống còn và trở nên bậc hiền đức, hội đủ các điều kiện dự hội long hoa và sống đời thượng quân an lạc. Chớ lo gì nói sống thần linh, bây giờ lo gì tâm tình tổ thân. Nhưng muốn cho quý bạn có một sự nhận xét chính xác về thời cuộc hầu theo dõi các chuyển biến sắp tới, chúng tôi có thể tóm lược từ đây cho đến ngày lập thượng quân còn phải trải qua ba giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đánh dấu người hiền ra đời để chuẩn bị cho bậc thánh xuất thế. Vì rằng chỉ có bậc hiền mới nhận ra được bậc thánh về vai trò của người hiền hay hiền nhân. Đức Huỳnh Giáo Chủ có cho biết trong câu: bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, có nghĩa người hiền nắm giữ đất nước hòa bình trong 7 năm. Người hiền ấy theo ông Ba Thới xuất hiện trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và vai trò cũng trong 7 năm. Tiếng kỳ hương thơm nực biên thùy, Bửu Sơn mãi quấy quy kỳ thất niên.
Giai đoạn thứ hai là giai đoạn đánh dấu Chúa Thánh ra đời để chuẩn bị cho Phật Đáo Ta Bà, vì rằng chỉ có Thánh mới nhận được chân Phật. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn Phật Đáo Ta Bà tạo lập cõi đời Thượng Quân An Lạc.